Chọn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Nam năm 2020, những tuổi nào hợp với nhà hướng Nam? Luận bàn cát hung của từng hướng nhà là công việc yêu thích của thầy phong thủy. Được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán thính giả gần xa và cũng thể theo nguyện vọng của nhiều khán thính giả gửi yêu cầu tới Phong Thủy May Mắn về việc luận bàn cát hung và chọn tuổi hợp hướng với căn nhà hướng Nam. Hôm nay, Phong Thủy May Mắn sẽ làm video này, hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho quý vị, cho những ai đang tìm và lựa chọn cho mình một ngôi nhà đúng phong thủy. Nội dung video gồm có 3 phần. 1. Phân tích cát hung của nhà hướng Nam, ảnh hưởng của các thiên tinh tốt xấu như thế nào. 2. Với căn nhà hướng Nam thì những tuổi nào sẽ hợp phong thủy và đắc cách nhất. 3. Với căn nhà hướng Nam khi Đồng Thổ kỵ những tuổi nào và cần lưu ý những điều gì. Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích cát hung của nhà hướng Nam năm 2019. Hướng Nam gồm 3 sơn: Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ, Phạm Tuế Phá, Sơn Đinh, 187,5 đến 202,5 độ. Phạm Mộ Long Biến, vận tuyệt đối, không xây mới hay sửa chữa, nên Sơn Đinh nếu làm thì chọn tháng Nhật Nguyệt Đáo Sơn, chọn làm vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Nhà tọa Ngọ hướng Tý cấm kỵ, động thổ xây mới. Tuy nhiên, những nhà thuộc sơn Bính Ngọ từ 157,5 đến 187,5 độ xây mới năm nay thì là đại cát. Chúng ta nên xây mới vào những tháng vượng, tháng riêng, tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Những hướng nhà Bính Ngọ nếu có sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Mộ Long biến vận là lấy 24 sơn hồng phạm ngũ hành làm chính vận, xem chỗ mộ tại thời điểm nào dùng số ngũ tí nguyên độn của bản niên. Đến thời mộ của bản sơn, nạp âm thời mộ chính là biến vận. Lấy nạp âm thái tuế với nạp âm mộ vận của bản niên tương sinh, tương hợp là cát. Nạp âm mộ vận khắc nạp âm thái tuế, đặc biệt là cát tường. Nạp âm của năm tháng ngày giờ khắc nạp âm mộ vận thì không cát. Theo năm gọi là mộ long chính là sơn long. Mộ khố biến vận đúng là hồng phạm ngũ hành, là bởi vì nạp âm của bạn mộ khố tùy theo tuế vận biến hóa mà đến. Vận của trời đều bắt đầu từ Tý, cho nên đầu năm đồng chí đã thuộc là năm nay. Đồng chí năm nay thì thuộc sang năm mộ long biến vận sau đồng chí, trinh ứng hợp khởi độn từ cuối năm. Như càn sơn thuộc kim, kim mộ tại sửu, ngũ tí nguyên độn năm giáp kỷ, từ giáp tí thuận số được ất sửu, nạp âm thuộc kim, tức biến vận là kim vận. Sau đồng chí thuộc năm ất canh, từ bính tí thuận số được đinh sửu, nạp âm thuộc thủy, biến vận tức là thủy vận. Ảnh hưởng của tam sát. Tên của tam sát gồm thứ tự trước là tuế sát, sau là kiếp sát, chính xung là tai sát, mệnh sát lấy tuế sát làm chủ. Mệnh thân Tí Thìn sát tại ngày mùi giờ mùi. Cứ thế mà suy ra, tam hợp dụng thần có hai câu có thể gọi là thiên kinh địa nghĩa là thái tuế khả tọa bất khả hướng, tam sát khả hướng bất khả tọa. Nếu như Đồng Thổ ngay chỗ thái tuế đóng tất là tai họa đến ngay. Có lúc thái tuế đến âm dương trạch mà lại có phong thủy tốt thì sẽ nghiệm tốt. Nếu thái tuế đến trạch hung tất phạm hung, tức là gặp cát sẽ cát, gặp hung thêm hung. Ảnh hưởng của tuế phá. Thái tuế tại Tý, đối diện với Tý là Ngọ. Vậy Ngọ là tuế phá, sao tuế phá trong tử vi là phụ tinh loại bại tinh với ngũ hành hỏa. Sao tuế phá có đặc tính chủ về sự trở ngại, phá tán là sao không tốt. Sao tuế phá sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao thái tuế theo thứ tự. Thái tuế thiếu dương tang môn, thiếu âm quan phù, tử phù, tuế phá, long đức, bạch hổ, phúc đức, điếu khách, trực phù,
Vừa rồi là những phân tích chi tiết về những ảnh hưởng của thiên tinh đến với ngôi nhà hướng Nam năm 2020. Tiếp theo, mời các bạn theo dõi nhà hướng Nam hợp với những tuổi nào. Việc chọn nhà hợp tuổi là vấn đề hết sức đau đầu của khán thính giả. Hiện nay có rất nhiều trường phái phong thủy khác nhau đưa ra luận giải về việc chọn nhà hợp hướng. Vì nhiều thông tin nên các bạn không biết tin vào ai. Qua trao đổi trực tiếp với các thầy phong thủy lão làng ở Hà Nội, chúng tôi được tư vấn chọn hướng nhà theo thực tế. Đây là con số thống kê của Hiệp hội Thầy Phong Thủy Việt Nam đã nghiên cứu hơn 100 năm qua. Nên các bạn chỉ việc ứng dụng vào lựa chọn cho mình căn nhà tốt. Khi được hỏi về nhà hướng Nam hợp với tuổi nào, thầy bảo nhà hướng Nam hợp với tuổi Sau, tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn. Như vậy, những anh chị có tuổi thuộc bộ tam hợp Thân, Tý, Thìn ở nhà hướng Nam là cát. Ngoài ra, còn có các tuổi Sau cũng phù hợp với nhà hướng Nam như Quý Sửu, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi. Những tuổi này ở nhà hướng Nam sẽ phát về kinh doanh buôn bán đầu tư. Vậy các bạn những tuổi trên hãy cân nhắc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp nhé. Nội dung tiếp theo phong thủy may mắn xin gửi đến quý vị là việc chọn tuổi Đậu Thổ, chọn tuổi làm nhà cho căn nhà hướng Nam năm 2020. Chọn tuổi Đậu Thổ đầu tiên trừ tuổi Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn và Nhâm Thìn. Những tuổi này, Phạm Long sinh bát sát nên động thổ cho nhà hướng Nam sẽ không tốt. Thứ hai nữa là phải chọn những tuổi không bị Phạm Kim lâu, Hoang ốc, Tam tai. Thứ ba, tuổi động thổ phải phù hợp cho trạch đất, phù hợp cho gia chủ thì sẽ rất là cát. Việc chọn tuổi xây nhà, xem ngày làm nhà phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Nếu có thắc mắc trong quá trình xây dựng nhà cửa, anh chị vui lòng liên hệ chương trình qua hotline 0989 349119 để được tư vấn chi tiết. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Phong thủy may mắn cảm ơn quý anh chị rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ và góp ý rất nhiều để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Khi xem video, quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình ở bên dưới phần nhận xét để giúp chương trình làm tốt hơn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Phong Thủy May Mắn bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.